Dạ, Bảo Quyền xin kính chào tất cả ông bà cô bác đã quay trở lại kênh Nhà Giá Rẻ Giáp Bình Chánh. Hôm nay tâm trạng của Bảo Quyền rất là vui luôn cô chú anh chị ơi. Mỗi lần mà có nhà đẹp trên kênh rồi Bảo Quyền săn tìm được là Bảo Quyền phải tranh thủ quay lên để cho cô chú anh chị mình tham khảo mình sở hữu. Hôm nay Bảo Quyền quay căn nhà này cô chú anh chị pháp lý sổ hồng riêng, diện tích là ngang 5,5m, dài 27m, có 3 phòng ngủ 160m2 thổ cư luôn cô chú anh chị. Và điều đặc biệt, căn nhà này chỉ cách đường lớn đây, Bảo Quyền đang đứng nè. Chiều ngang của trục đường này là khoảng tầm cỡ là 12m ha. Hướng tay trái này cô bác mình đi ra khoảng tầm cỡ là 1 cây số thì sẽ đụng khu vực chợ Gạch Kiến, đường lớn Đinh Đức Thiện, mình về khu công nghiệp Cầu Tràm, chợ Bình Chánh chỉ mất thời gian khoảng tầm là 10 đến 15 phút đi xe, tương đương với lại là 3 cho đến là 6 cây số như cô chú anh chị. Còn hướng tay phải này, cô bác mình đi thẳng luôn. Đó, thì mình sẽ thông về khu vực xã nè, bến đò nè, của khu vực thành Cần Đức ha. Hôm nay Bảo Quyền review căn nhà này của cô chú anh chị là nằm trong đây. Cái hướng của mình là hướng chính bắc luôn. Đường của mình là đường ô tô. Bảo Quyền xin mời cô bác mình vào xem nhà cùng Bảo Quyền ha. Trục đường trước nhà mình ở đây có chiều ngang là 4m, xe ô tô, xe tải là mình chạy vi vu tới nơi luôn. Nhà mình có đồng hồ, điện riêng, nước riêng ha. Từ nhà mình ra đường lớn chỉ có 200m thôi cô chú anh chị, rất là gần luôn ha. Rồi, bây giờ cùng theo Bảo Quyền tranh thủ mình vào quay căn nhà hôm nay nha cả nhà. Và đây chính là dãy nhà hôm nay Bảo Quyền review cho cô chú anh chị. Đã có chủ nhân hết rồi. Hôm nay căn nhà này của một vị khách hàng đã từng mua nhà bên kênh nhà đất Bảo Quyền, đã ký gửi lại bán cho mình với cái mức giá là 1.650.000.000 cho cô chú anh chị. Nhà 3 phòng ngủ mà mình được cái diện tích 160m2 thổ cư thì rất là rộng luôn. Mình ở khoảng tầm là cỡ 6 cho đến 7 người, 2 thế hệ, 3 thế hệ đều được ha. Căn mà Bảo Quyền giới thiệu hôm nay nằm ngay vị trí kế cuối từ ngoài điểm vô là ngay căn số 4 như cô chú anh chị, số 4 ha. Chiều ngang 5,5m, chiều dài vào là 27m, quá là rộng rãi luôn. Ở phía ngoài mặt tiền nè, cô bác mình thấy nè, nhà của mình thì đã ốp gạch sạch sẽ rồi ha. Mình có thể trồng hoa, trồng kiểng, đậu xe, để xe khá là tiện lợi luôn. Nhà hướng bắc rất là mát luôn cô chú anh chị ơi. Trước nhà của mình ở đây thì có một cái lớp cửa bảo vệ ha, bằng sắt luôn. Lớp cửa này lớp cửa hai cánh. Và căn nhà này gia chủ cũng đã lập mái che sẵn rồi ha. Khoảng sân này thì chắc chắn cô bác mình sẽ đậu được một chiếc ô tô 4 chỗ, 7 chỗ thì vẫn được, nhưng mà nó hơi chặt một tí xíu nha cô chú anh chị. Vì cái chiều dài của mình á thì nó hơi ngắn ha. Chiều dài này từ cái mí nhà của mình ra tới mí sân thì khoảng tầm là cỡ 5m đến 5,5m là vừa một chiếc 7 chỗ luôn. Đó, 4 chỗ thì vô vivo ha. Hai bên hông trước khoảng sân này cô bác mình có thể trồng kiểng, mình để xe, mình tổ chức đám tiệc, quá là rộng rãi luôn. Gạch ốp tường cũng ốp lên là cho mình là khoảng tầm 2m luôn ha. Xung quanh thì đã làm hàng rào bảo vệ hết rồi, khá là an toàn luôn ha. Rồi, trước nhà của mình ở đây có một cái sảnh. Đó, nhìn rất là sang, nhà mình là mẫu nhà mái Thái như cô bác anh chị. Bên đây thì cô bác mình có thể để thêm một bộ bằng ghế đá nữa để chiều chiều cái mình không gió không mát ha. Mình ăn uống ngoài đây cũng được nha cô bác anh chị. Vào phòng khách thì có thêm một lớp cửa thứ hai, lớp cửa này bằng nhôm sinh kính cường lực hai cánh ha. Ngoài mặt diện của mình thì cũng ốp gạch đá bóng kiến từ dưới lên trên luôn. 1.650.000.000 là không phát sinh thêm bất kỳ chi phí nào nữa hết. Cô bác mình trong tay khoảng tầm cầm tài chính khoảng tầm là 700-800 triệu, mình vẫn có khả năng sở hữu căn nhà này với hình thức mình vay vốn ngân hàng ha. Rồi, ở đây mình để một bộ ghế sofa. Đó, gạch lát sàn nhà của mình là gạch 80 nha 80. Bên trên phòng khách là có quạt Panasonic luôn. Rồi, đèn đầy đủ ánh sáng hết cho mình ha. Mặt diện thì cô bác mình có thể để cây tivi hoặc là mình để tủ thờ tùy vào sở thích của mình. Không hiểu như thế nào mà mỗi lần Bảo Quyền quay nhà cấp 4 á cô chú anh chị, Bảo Quyền lại rất là thích luôn. Quay là thường nó rất có cảm xúc luôn cô chú anh chị. Chắc có thể là cái nhu cầu cũng như cái sở thích của Bảo Quyền á, thích những căn nhà cấp 4 cho nên lúc nào Bảo Quyền quay cũng có tâm trạng rất là tốt hết cô bác. Ở căn phòng ngủ đầu tiên ở đây thì cô bác mình có thể để một cái giường, một cái nệm ha, mỗi phòng ở 2 người, 3 người. Đường dây máy lạnh có rồi ha. Đèn đầy đủ ánh sáng cho mình luôn. Cửa phòng ngủ là cửa gỗ.
lối đi hành lang bên hông nhà của mình chiều ngang là khoảng tầm 1m2 ha. Đó, người già lớn tuổi nè, trẻ nhỏ đều đi đứng dễ dàng luôn. Nhà cấp 4 thì khỏi phải bàn rồi cô chú anh chị. Đó, dù lứa tuổi nào mình ở cũng hợp hết. Chị có cái là mình thích hay không, chị có chăng là cô chú anh chị mình có cái mức tài chính đó, mình đủ để mình sở hữu hay không ha. Chứ nhà cấp 4 thì quá ok rồi ha. Rồi, căn phòng ngủ thứ hai này cũng tương tự, cũng khá là rộng ha. Qua căn phòng ngủ thứ ba, mỗi phòng chiếm diện tích 10m2 nha cô chú anh chị. Rồi về cái mình dán tranh ảnh gì thêm đó, mình trang trí gì thì mình cứ trang trí ha. Đó, và cái căn phòng thứ ba này hiện tại bây giờ thì cái cửa đã bị hư rồi, gia chủ thì cũng đang sửa lại cho mình nè cô chú anh chị. Đó, khi nào bàn giao cho mình là có cửa đầy đủ ha. Khu vực nhà bếp được thiết kế nhỏ gọn theo hình chữ L, tủ bếp dưới, tủ bếp trên là hệ thống tủ nhôm giả gỗ ha, có đầy đủ cho mình luôn. Phòng bếp của mình có một cái bộ đèn chùm 6 ngọn ha, khá là sáng sủa luôn, đèn lon đầy đủ hết. Và cặp bên khu vực nhà bếp của mình ở đây chính là cái nơi để mình để tủ lạnh nha cô bác anh chị. Bên đây thì mình có thể mình để bình nước nóng cũng được ha. Cuối nhà sẽ có thêm một cái khoảng sân sau khá là rộng rãi như thế này để mình giặt giũ, phơ đồ, mình làm tiểu cảnh, mình trồng kiểng đó, đều tiện lợi hết. Và bên trên mái che thì gia chủ cũng đã lợp cho mình rồi ha. Tổng giá trị là 1.650.000.000, không phát sinh như cô bác. Phía ngoài nhà vệ sinh của mình thì cũng có luôn một cái lavabo riêng biệt ha, để sáng cô bác mình đánh răng súc miệng. Rồi bên đây là nhà vệ sinh của mình, nhà tắm riêng luôn. Pháp lý sổ hồng riêng 160m2 thổ cư nha cô chú anh chị. Nhà mình là có hướng chính bắc ha. Căn nhà hôm nay nằm trên tuyến đường chính 826, hay còn gọi là trục đường Đinh Đức Thiện nối dài ha. Từ vị trí nhà của mình ra ngoài chợ Gạch Kiến khoảng tầm là 1 cây số, kết nối về khu vực khu công nghiệp Cầu Tràm, chợ Bình Chánh khoảng tầm là 3 cho đến là 6 km nha cô chú anh chị. Tất cả thông tin trên kênh Nhà Đất Có Bố Việt, cam kết cho cô chú anh chị mình tư vấn là hoàn toàn chính xác ha. Tổng căn nhà này 1.650.000.000, cô bác mình còn được gặp trực tiếp Bảo Việt và gia chủ mình thương lượng luôn nha cô chú anh chị. Từ nhà mình ra đường lớn khoảng tầm cỡ đâu đó là Bảo Việt thấy rất là gần luôn. Đó, chỉ có khoảng tầm là 150 đến 200 mét là cô bác, đường trước nhà của mình đường ô tô luôn ha. Đó, gia đình mình mà cần tìm một căn nhà cấp 4 đường xá rộng rãi ô tô, mình trồng kiểng được, có khoảng sân rộng rãi thì cô bác mình có thể chọn căn nhà hôm nay của Bảo Việt ha. Nếu như cô bác anh chị mình muốn đến đây xem nhà thì cô bác anh chị mình liên hệ trực tiếp cho Bảo Việt qua số điện thoại 0933827963. Mình có thể mình đi tới khu công nghiệp Cầu Tràm hoặc là chợ Bình Chánh, gọi trực tiếp cho Bảo Việt thì Bảo Việt sẽ ra đón cô bác mình về xem nhà thực tế ha. Và cuối video, Bảo Việt xin kính chúc gia đình mình thật nhiều sức khỏe và sớm tìm được căn nhà ưng ý. Cô bác cô chú anh chị mình nhớ nhắn cho kênh Nhà Đất Có Bảo Việt một lượt like cũng như đăng ký kênh để luôn cập nhật những video tiếp theo. Và bây giờ là Bảo Việt xin kính chào và hẹn gặp lại cả nhà mình ạ. Xin chào cô bác ạ.